Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mùa hè năm 2017, một cơn bão quốc tế mang tên Maria được hình thành trong một cơn sóng nhiệt đới. Thời điểm đó, Maria là cơn bão lớn thứ ba liên tiếp đe dọa các quần đảo Lewis với một cuộc tấn công trực tiếp hoặc các tác động lớn trong vòng 2 tuần, sau khi cơn bão Irma gây ra thiệt hại thảm khốc ở đó. Bão Maria đã tăng cường và đổ bộ vào Puerto Rico với tình trạng bão cấp cao, trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào lãnh thổ này. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu Đại học Harvard công bố số người thiệt mạng tính từ ngày cơn bão quét qua, con số này gấp 72,5 lần so với số liệu chính thức của Puerto Rico. Để biết rõ hơn về sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão này, mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Vào khoảng giữa tháng 9 năm 2017, một cơn bão mang tên quốc tế Maria bắt đầu càn quét các khu vực thiên đường nghỉ dưỡng ở Caribe sau khi nhanh chóng mạnh lên thành cấp 5 với sức gió hơn 260 km trên một giờ. Theo CNN, thời điểm đó, cơ quan dự báo bão quốc gia Mỹ nói, siêu bão Maria đã trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử tấn công hòn đảo Dominica. Bão Maria nhanh chóng trở thành siêu bão quái vật chỉ sau vài ngày hình thành ở Đại Tây Dương, trên đúng con đường mà siêu bão Irma từng đi qua. Trước đó, cơn bão Irma đã lướt qua vùng biển Caribe, tiến vào bang California nước Mỹ và để lại trên đường đi của nó những dấu vết của sự tàn phá. Những cơn mưa lớn và các đợt cuồng phong liên hồi của bão đã hoành hành trên những hòn đảo nhỏ ở Barbuda, San Martin cũng như Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Haiti và cả Cuba. Bão đã thổi bay nhà cửa, nhấn chìm những khu dân cư trong biển nước và gây mất điện trên diện rộng. Cơn bão Ima cũng càn quét vào vịnh Florida, từ Key West cho đến Tampa. Người dân Mỹ đã sơ tán trên diện rộng phải đối mặt với ngập lụt và không có điện sinh hoạt trong toàn bộ khu vực Nam Florida, từ Naples cho đến Gulf Coast cho đến Miami. Sau khi đi qua Dominica, siêu bão Maria tiếp tục hướng tới Puerto Rico. Thống đốc hòn đảo này đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cảnh báo siêu bão đổ bộ. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Puerto Rico mới lại phải hứng chịu trực tiếp siêu bão mạnh cấp 5 như vậy sự xuất hiện của siêu bão maria khiến nhà chức trách các đảo và quốc đảo trên biển caribbean lên tiếng cảnh báo người dân cần chuẩn bị tinh thần đối phó tuy nhiên tại những khu vực bị siêu bão ima xóa sổ gần như hoàn toàn bão maria có thể thổi bay nốt những gì còn sót lại khi người dân chưa kịp xây dựng lại cơ sở hạ tầng các dự báo cũng khẳng định maria là cơn bão lớn và cực kỳ nguy hiểm dominica có nguy cơ hứng chịu thiệt hại nặng nề khi cơn bão quét qua Quốc đảo này từng hứng chịu một cơn bão cấp 4 vào năm 1979, khiến 50 người thiệt mạng và 60.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tại Puerto Rico, nỗ lực chống bão được tiến hành trong tăm tối, khi hệ thống điện ở nhiều nơi chưa kịp sửa chữa sau cơn bão Ima đổ bộ trước đó. Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố ngày 18 tháng 9 năm 2017 và lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ cũng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ. Ở quần đảo Virgin, Binh sĩ làm công tác cứu hộ cũng đã được lệnh sơ tán. Người dân trên đảo Saint Thomas và Saint John thuộc quần đảo này cũng đã bị buộc phải sơ tán. Ngoài gió lớn, các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo hiện tượng nước biển dâng cao vì bão. Chính quyền Puerto Rico thời điểm đó nói đã chuẩn bị 450 khu nhà tạm trú, có sức chứa hơn 62.000 người và thậm chí có thể lên tới 125.000 người trong trường hợp khẩn cấp. Khi cơn bão Maria tiến hành càn quét, theo hãng tin Reuters, chính quyền vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ đã đưa ra con số chính thức là chỉ có 64 người thiệt mạng vì bão Maria. Trận siêu cuồng phong vốn gây ra thiệt hại kinh tế đến 90 tỷ đô la Mỹ, cao thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ từ năm 1990. Có lẽ con số này thấp đến khó tin. Nhiều cuộc điều tra độc lập đã được tiến hành và cho rằng số người thiệt mạng phải gần 1.000 người nhưng con số ước tính do các nhà nghiên cứu Đại học Harvard công bố là 4.645 người thiệt mạng, tính từ ngày cơn bão quét qua là ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 cùng năm. Con số này gấp 72,5 lần so với số liệu chính thức của Puerto Rico. Trận bão gây thiệt hại kinh tế lớn nhất nước Mỹ là Katrina vào năm 2005 cũng chỉ khiến hơn 1.833 người thiệt mạng so sánh như thế để thấy mức độ chết chóc của cơn bão Maria là thế nào. Trong báo cáo công bố trên tạp chí uy tín New England Journal of Medicine, nhóm nghiên cứu cho biết những người chết vì bão Maria ở Puerto Rico chủ yếu là do không tiếp cận được thuốc men và chăm sóc y tế vì cúp điện và giao thông bị cô lập vì đường phố hư hỏng hoặc ngập lụt. Báo cáo viết khoảng một phần ba của những người qua đời sau khi bão qua là do người nhà thông báo vì người thân của họ không được tiếp cận chăm sóc y tế kịp thời. Theo Reuters, để có được con số hơn 4.600 người tử vong, các nhà nghiên cứu đã đến gõ cửa từng nhà trong nhóm 3.299 hộ được chọn ngẫu nhiên ở khắp vùng lãnh thổ, vốn có 3,3 triệu dân này. Những người khảo sát dùng tiêu chuẩn do Trung tâm Quản lý và Ngăn ngừa Thảm họa Hoa Kỳ cung cấp để quyết định việc một người chết có phải là do bão gây ra hay không. Cụ thể, nếu một người qua đời vì va phải mảnh vỡ trong bão, phải sống trong điều kiện không an toàn hoặc gây hại cho sức khỏe suốt 3 tháng kể từ khi bão tan đều được tính là thiệt mạng vì cơn bão đó. Điều đáng nói là cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2018, tức là 4 đến 5 tháng từ khi thảm họa xảy ra, song theo nhóm nghiên cứu, nhiều người vẫn còn chịu cảnh không có điện và nước sạch. Báo cáo viết trung bình mỗi hộ trong vùng ảnh hưởng của bão phải chịu 84 ngày không có điện, 64 ngày không có nước sạch và 41 ngày không có sóng điện thoại. Để đảm bảo các câu trả lời trung thực, các nhà nghiên cứu không trả tiền cho người trả lời và cũng nói trước với họ, cuộc điều tra này không mang lại thêm hỗ trợ từ chính phủ cho họ. Chính quyền Puerto Rico đã ngừng công bố số liệu thương vong vì bão Maria kể từ tháng 12 năm 2017. Nhóm nghiên cứu Đại học Harvard cho biết Họ không rõ con số mới nhất từ phía chính quyền là bao nhiêu để so sánh, có lẽ do yêu cầu được tiếp cận dữ liệu này đã bị từ chối. Theo CNN, sau thời điểm cơn bão Maria đi qua, việc khôi phục lại hệ thống điện có thể mất nhiều tháng, đồng nghĩa với việc 3,5 triệu dân trên vùng lãnh thổ của Mỹ ở Caribbean phải sống trong bóng tối. Ông Ricardo Rosello, đảm nhận chức vụ thống đốc Puerto Rico thứ 12, bấy giờ nhấn mạnh Puerto Rico đã trải qua một thời kỳ suy thoái kéo dài và đang trong tình trạng nợ nần với một mạng lưới điện cũ kỹ và yếu đuối. Ông Ricardo Rosello cũng đã đề nghị ông Donald Trump tuyên bố Puerto Rico là khu vực thiên tai, đây được coi là bước đi mở đường cho sự viện trợ của liên bang, trong khi hòn đảo này đang gặp khó khăn về tài chính. Các quan chức Puerto Rico cho biết, các nhà máy điện trên hòn đảo không bị hư hỏng nặng, tuy nhiên cơn bão đã đánh sập hệ thống phân phối và việc khôi phục lại hệ thống này có thể rất mất thời gian. Theo ông Rossello, có ít nhất một người được xác nhận đã thiệt mạng vì một tấm ván đâm trúng người khi người này đi ra khỏi nhà. Hiện vẫn chưa có thống kê về thiệt hại tại các khu vực khác trên đảo do bão làm hệ thống liên lạc bị tê liệt. Ông Rossello nói với CNN, chúng tôi hầu như bị ngắt kết nối với phía đông nam của hòn đảo. Theo một nghiên cứu đăng trên Scientific Report, Tác cơn bão ở Đại Tây Dương có khả năng phát triển từ cơn bão yếu thành cơn bão cấp 3 trở lên, mạnh lên cấp đôi chỉ trong vòng 24 giờ. Andra Gardner, giáo sư khoa học môi trường tại Đại học Rowan của Mỹ, tác giả nghiên cứu mới cho biết, những phát hiện này sẽ đóng vai trò như một cảnh báo khẩn cấp. Nhiều thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất tấn công Mỹ trong những năm gần đây là những cơn bão tăng cấp nhanh bất thường bão Maria khiến hơn 3.000 người thiệt mạng ở Puerto Rico và các đảo lân cận vào năm 2017, đã tăng từ bão cấp 1 đến cấp 5 trong vòng chưa đầy 24 giờ khi đổ bộ vào đất liền. Với những cơn bão tăng cấp nhanh, dự báo bão để xác định nơi chịu tác động nghiêm trọng sẽ khó khăn hơn. Trong trường hợp xấu nhất, giới chức có thể không đủ thời gian để phát lệnh sơ tán. Nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng cho thấy các cơn bão lớn khởi phát nhanh đang ngày càng có nhiều khả năng xảy ra. Từ năm 2001 đến năm 2020, tiến sĩ Gardner phát hiện ra các cơn bão cấp 1 trở xuống ở Đại Tây Dương có 8% khả năng mạnh lên thành bão cấp 3 trở lên trong vòng 24 giờ. Từ năm 1970 đến năm 1990, những cơn bão tương tự chỉ có 3% khả năng tăng cấp nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy. Tiến sĩ Gardner đã kiểm tra dữ liệu lịch sử từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, xem xét nhiều phân tích thống kê khác nhau về tốc độ gió được ghi lại của tất cả các cơn bão nhiệt đới ở Đại Tây Dương từ năm 1970 đến năm 2020. Bà nhận thấy các cơn bão có khả năng tăng cấp nhanh đã tăng đều theo thời gian. Nghiên cứu mới cũng xác nhận các nghiên cứu trước đây về cường độ bão ở Đại Tây Dương. Kerry Emanuel, giáo sư danh dự về khoa học khí quyển tại MIT, người đã tiến hành nghiên cứu ban đầu về chủ đề này, nhấn mạnh tầm quan trọng thực tế của nghiên cứu. Ông chỉ ra Tốc độ tăng cấp nhanh của những cơn bão là cơn ác mộng của các nhà dự báo. Ông nêu ví dụ, bạn đi ngủ lúc 10 giờ đêm khi có một cơn bão nhiệt đới ở vịnh Mexico và bạn thức dậy vào sáng hôm sau, nó thành cơn bão cấp 4 sẽ đổ bộ trong 8 giờ. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.